Ông Dương Văn Thắng, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng vừa có buổi đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn phường 3 thành phố Tây Ninh. Đoàn đến thăm ông Nguyễn Thảo, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Thăm ông Lê Văn Lực, nguyên tỉnh ủy viên, nguyên viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, là thương binh. Tại mỗi gia đình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng đã ân cần thăm hỏi sức khỏe và trao tặng mỗi gia đình phần quà của tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Mong muốn các đồng chí và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, đóng góp ý kiến xây dựng địa phương ngày càng phát triển.